Muốn bé khỏe bé ngoan thì phải chấp nhận bé siêu quầy. Không biết các mom sao cái nỗi em ảnh không của riêng ai. Mỗi lần mami dắt các con đi siêu thị, mami đang có màn thao túng tâm lý cho em. Tuy là ở siêu thị A và Kid có tất tần tật mọi thứ, nhưng mà mình đến đây chỉ mua tã và sữa thôi nha con. Và các mom mà có bé sinh mổ giống như mẹ mình hãy lưu ý tham khảo clip này nha. Do là các bé sinh mổ có nguy cơ miễn dịch kém hơn các bé bình thường, nên mẹ cho bé uống sữa mẹ để tăng cường miễn dịch. Nhưng mà với các mẹ không đủ sữa cho con thì các mẹ hãy cân nhắc bổ sung các dưỡng chất tương tự như sữa mẹ. Abot với sữa Similac mới Total Protection 4 với ba công dụng và lợi ích. Đầu tiên là mình sẽ có tăng cường miễn dịch với 5 HMO hàm lượng cao. Thứ hai là phát triển não bộ với bộ 3 DHA lutein và vitamin E tự nhiên. Và cuối cùng là tiêu hóa khỏe với lợi khuẩn probiotic. Và đây rất là phù hợp phát triển toàn diện cho team các mom xanh mổ giống như mẹ mình. Khi mà mình mua 2 lon Similac 4 900g hoặc là 1 lon Similac 4 1kg 7, mình sẽ được tặng một hộp đồ chơi giáo dục đa năng 6-1 tại Abakit trong tháng 11 này. Các mom đang chăm tâm lý chuẩn bị thiên chức làm mẹ dù là xanh thường hay là xanh mổ, hãy tham khảo sữa nhà Similac nha. Bây giờ thì quay trở lại với nhóc tì siêu quậy nhà mình. Sữa thì cũng đã mua xong rồi, quà tặng thì mình cũng đã nhận luôn rồi. Con ơi đừng chơi nữa, về đi, hỏng mất công mami lại mang hoa nữa. Rồi xong chuyện đó lại tới nữa rồi. Thôi thôi vô lưu, con về lẹ mất công bị phát hiện lại đây nữa. Bye, mọi người hãy coi như nãy giờ chưa thấy gì nha.